Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mời chị Ánh Hương đến đây để chia sẻ với quý vị về đề tài Retirement Plan. Đó là cái chương trình của Liên bang đã tạo ra để chúng ta có thể dành tiền cho lúc về hưu. Và chị Ánh Hương là agent của State Farm sẽ chia sẻ với quý vị những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm của cô về cái chương trình này. Theo em biết thì cái chương trình Retirement Plan nó có rất là nhiều cái loại, cái plan đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chương trình traditional với lại cái Roth IRA, thì chị có thể cho quý khán thính giả biết cái sự khác biệt giữa cái chương trình traditional với lại cái Roth thì chị? Kính thưa quý vị, traditional IRA và Roth IRA có sự khác biệt là như vậy. Traditional IRA nếu mà chúng ta bỏ tiền vô trong đó và chúng ta không có một chương trình retirement nào khác với công ty của chúng ta đang làm việc, thì trong chương trình traditional IRA chúng ta có thể lấy số tiền mà chúng ta đã bỏ vô chương trình đó để mà trừ thuế mỗi năm. Và vì vậy nếu mà mình được trừ thuế thì cái số tiền đó sẽ dĩ nhiên làm cho cái income của mình bớt đi và tiền thuế mình phải đóng mỗi năm nó sẽ nhẹ hơn. Yeah. Còn trong chương trình Roth IRA thì chúng ta không trừ thuế mỗi năm. Oh. Nhưng ngược lại thì số tiền đó lại được vẫn như traditional IRA, có nghĩa là vẫn được những số tiền lời không bị đánh thuế mỗi năm. Nó yeah. kêu là tax defer. Yeah. Và khi chúng ta lấy số tiền đó ra trong Roth IRA thì không bị đánh thuế hoàn toàn. Yeah. Cho nên nó có hai mặt khác nhau, một cái là mình được trừ thuế và mình được nhẹ bớt thuế lúc đầu. Yeah. Và cái Roth IRA thì mình không được trừ thuế, nhưng lúc sau những lợi tức của chúng ta đã tạo ra sẽ hoàn toàn không bị đánh thuế. Oh. Và một sự khác biệt cũng rất là lớn lao trong Roth IRA của chúng ta thì những năm những số tiền vốn mà chúng ta bỏ vô trong đó, chúng ta có quyền lấy ra sớm bất cứ lúc nào cũng được, không như traditional IRA là chúng ta chỉ có thể lấy tiền ra lúc chúng ta 59 tuổi rưỡi trở lên. Yeah. À, thưa chị Ánh Hương, thì làm sao mình biết là mình nên mở cái traditional hay là mình mở cái Roth, chỉ cái nào thì mình làm sao mình biết cái lợi của nó? Cái thứ nhất mà quan trọng nhất là chúng ta phải coi nếu mà người đó làm trong một công ty và công ty đó có những chương trình retirement mà họ có offer cho những nhân công của họ. Yeah. Thì những người đó không cần phải mở traditional IRA, tại vì dù họ có bỏ tiền vô những cái chương trình retirement ở công ty của họ hay không thì họ vẫn không được trừ thuế nữa. Cho nên nếu mà như vậy thì chúng ta nên bỏ vô Roth IRA. Tại vì trước sau tiền đó cũng là sau khi chúng ta đã trả thuế rồi. Yeah. Thì mình bỏ vô trong Roth IRA để mình có cái lợi tức là thứ nhất tax defer. Yeah. Và sau này lấy ra sẽ không bị đánh thuế. Ok. Có những công ty họ cho những cái nhân viên, thưa quý vị, gọi là cái 401k. Thì cái 401k này nó khác với cái Roth IRA phải không chị? Nó khác với Roth IRA, tại vì trong 401k, khi thí dụ chúng ta có một số tiền lương, lấy ví dụ như trong tháng đó mình được 2.000 đồng. Và chúng ta bỏ vô trong 401k của chúng ta thì những cái số tiền đó đã được bỏ vô trước khi mà cái income của mình bị đánh thuế. Yeah, và vì vậy cho nên thí dụ mình có 2.000 đồng, mình bỏ 200 đồng vô 401k thì cuối cùng cái số tiền mà bị đánh thuế trong income tax đó thì chỉ còn là 1.800 thôi. Yeah. Còn nếu mà chúng ta mở cái Roth IRA riêng ở ngoài mà không bỏ vô trong 401k thì cái số tiền đó đã được trừ thuế rồi. Ví dụ mình làm 2.000, mình đã bị đánh thuế trên 2.000 đồng của mình. Yeah. Và cái số tiền mình đưa về nhà thì mình lấy cái số tiền trong đó để mình bỏ vô trong cái Roth IRA của mình. Ok. Vậy là mình có thể mở cái 401k, đồng thời mình cũng có thể mở cái Roth IRA nếu mà mình muốn, phải không chị? Nếu mà mình có khả năng thì dĩ nhiên là mình để dành càng nhiều càng tốt. Yeah. Và trong cái đó đó thì mình, tại vì khi mà mình bỏ qua công ty, cái 401k nó có một lợi tức là ngoài sự mình được trừ thuế trước khi bị đánh income tax thì có nhiều công ty họ cho mình cái matching contribution. Ví dụ như mình bỏ vô, họ nói họ sẽ cho mình lên tới 3%. Thì nếu mà họ cho như vậy thì coi như là mình đã lợi được 3% trong đó rồi. Thì luôn luôn mình nên lợi dụng tới những cơ hội như thế đó. Nhưng trên con số đó thì phần nhiều mình nên suy nghĩ lại thay bằng bỏ vô công ty. Tại vì một khi mà mình bỏ vô một cái chương trình 401k thì những số tiền đó mình không còn cái sự rộng rãi khi mà mình muốn bỏ tiền mình vô những chương trình khác. Mà mình phải chỉ sử dụng trong những cái chương trình của công ty của mình thôi. Tức là mình đầu tư vô những chương trình đó. Và nếu mình không thấy thích hợp thì mình không có thể làm gì được. Cho nên nếu mà mình trên những cái con số mà của công ty của mình contribute, nếu những cái fund của mình trong đó mà mình thấy không có hợp ý thì mình nên mở cái Roth IRA ở ngoài. Vì mình mở Roth IRA ở ngoài thì mình có quyền mình bỏ tiền mình vô trong
chương trình đó và mình có quyền mình đầu tư vô bất cứ một cái gì mà mình hợp ý với mình hơn. Thưa chị Ánh Hương, theo em biết thì về cái company mà có những cái company họ có thể cho mình 3% hay là những cái công ty khác thì có thể cho mình 6% thì nó mỗi cái company nó khác nhau hay là mỗi cái company nó đều phải require nó cho một cái số phần trăm đó cho mình matching cái contribution đó chị? Nếu mà mình nói về 401k thì chủ nhân hoàn toàn không bắt buộc phải bỏ vô trong đó cho mình bất cứ một đồng nào hết. Họ có họ chỉ offer cái chương trình đó để mình có một cơ hội để mà mình bỏ tiền vô trước khi bị đánh thuế. Nếu trong năm đó họ có lợi tức và họ muốn chia sẻ với nhân công của họ thì họ có quyền họ cho cái matching, tức là cộng thêm vô cho mình. Nhưng mà một cái quan trọng phải hiểu là nó là matching, có nghĩa là mình phải bỏ tiền vô thì công ty mới bỏ vô thêm. Dường như là mình bỏ vô một đồng thì công ty sẽ bỏ vô một đồng cho mình để match cái đó. Match như vậy. Và nó có trong phần nhiều những 401k, dĩ nhiên là mỗi nó có hơi một sự khác biệt từ công ty này tới công ty kia, nhưng mà cái standard của nó thường thường đó là nó match là 3% tối đa. Xong rồi sau đó đó thì nó có thể nó offer thêm một cái nó kêu là profit sharing. Nhưng thời gian này thì không thấy hiếm có công ty nào mà có profit sharing trong đó. Thì cảm ơn chị. Thưa quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với chị Ánh Hương, của chị là agent của State Farm. Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin quý vị có thể liên lạc với chị Ánh Hương ở số 858 450 6000. Xin trở lại với chương trình. Thì em